ngày cuối cùng của cô em gái tại Cộng hòa Séc. Hôm qua từ Ca trở về Braha, hôm nay đi chơi nốt ở Braha xong là về nước. Anh em tôi đang đứng trên cầu, cầu gì không biết tên. Cảm nhận sao? Cảm nhận là hơi đau ví. Anh em tôi đang lên đồi Lét Ná cho em gái đi ngắm cảnh nốt ở Braha. Đang ở đồi Lét Ná thưởng thức bia Séc đây. Bia này bia gì thử đọc nào. Sviani. Đúng rồi, Sviani. Chính xác luôn. Cảm nhận sao, thấy ngon không? Ngon. Được hát nước. Sáng ra uống bia cảm giác view đẹp không? Đố biết đâu là cầu tình. Kia. À, bên cạnh kia. Cái phía sau. Ờ, đúng rồi. Cảnh quá đẹp luôn đúng không? Cô Mập sẽ gửi lời chào Braha và Cộng hòa Séc đi. Xin chào Braha, xin chào Cộng hòa Séc, xin chào cầu tình, xin chào những địa điểm mà chúng tôi đã đi qua. Hẹn gặp lại một lần gần đây. Và cô phát biểu cảm nghĩ về Braha với cả thành phố Karlovy Vary như nào? Hai thành phố nào đẹp hơn? Em nghĩ là mỗi thành phố có một cái nét đẹp riêng mà mình cần phải khám phá. Và mất thời gian để khám phá. Thế cô có khuyên mọi người là nên đến đây tham quan không? Và du lịch không? Tôi khuyên mọi người là ngoài Braha ra, mọi người hãy nên đến Ca, thành phố nước khoáng. Để uống nước khoáng rất bổ. Còn một vấn đề nữa về giá cả các thứ ở Braha và Ca thì ở đâu như nào? Tôi nghĩ là ở đây thì giá cả nó ổn định ý. Nó không quá là hết quá cao. Nó rất là ổn định, thế nên là các bạn hãy chuẩn bị một khoản tiền mấy triệu là cũng đủ đi du lịch rồi. Mấy triệu á? Mấy triệu là phải mua sắm. À, không, nhưng mà nói tiền euro đi cho nó cho mọi người dễ hiểu. Khoảng 500-600 euro. Ok. Hai người. Rồi. Một người. Gửi lời chào cuối cùng đến Braha nào. À, lời chào tạm thời, còn sẽ còn quay lại đây nữa đúng không? Đúng rồi, lời chào tạm thời là mùa thu ở Braha rất là đẹp. Được. Tôi mong là sau sẽ đến vào mùa hè chẳng hạn. Rồi, ok. Ok. Ahoy. Ahoy. Ngày cuối em gái trở về Phần Lan làm bát turbo luôn. Thử cái húp cái nước ở đây xem ngon hơn bên kia không? Đậm đà, mắm ruốc. Có nghĩa là ngon hơn bên kia. Cô thích cái hương vị bên này hơn gì? Ngon hơn bên kia, cái bên chỗ kia. Ok, ok. Chơi 2 bát luôn nhá. Ok. 3 bát. Ok. Nhìn cô ăn ngon lắm. Làm video múc bang được đấy. Gân bò ngon. Anh em tôi đang ăn bún bò Huế ở quán Huế xưa. Em gái tôi thích quán này. Sang lần trước cũng thích quán này, bây giờ cũng thích quán này. Nên là lại quay lại ăn. Cô em gái lại làm thêm một bát bún ốc nữa. Bún ốc hương vị sao? Ok không? Bún bò ngon hơn. Bún bò ngon hơn đúng không? Chốt lại đúng không? Tại vì đây chuyên bún bò mà.
Bún ốc là món kiểu bán phụ thêm thôi. Nhưng mà bún riêu đi. Bún riêu đây không bán, tại vì cua nó hiếm, cô hiểu không? Cua nó ở đây nó hiếm. Bún bò thì là chấm mấy điểm? 10. Bún này chắc bao điểm? 7. Em tôi đang ở phố Bajiska ở Braha. Em gái hôm nay tặng một cái ví luôn vui tươi. Để anh mình luôn vui tươi. Thank you em gái. Đây, chào tạm biệt em gái nhá. Chúc lên đường thượng độ bình an. Vèo một cái em gái chơi bên Séc 5 ngày đã về Phần Lan rồi. Cô em gái tặng tôi món quà đây. Đây là món quà đầu tiên mà tôi được tặng của cái hãng này. Nó cho túi này. Đây là một cái cạc. Bill ở dưới này. Đóng gói rất là chỉnh chu. Luôn vui tươi. Em gái tôi tặng món quà này và muốn tôi luôn vui tươi. Đập hộp cho mọi người xem. Dây sợ buộc rất chỉnh chu luôn. Cái dây này cũng đẹp. Này mua ở phố Bariska ở Braha. Trong này có một cái túi để đựng. Đây chính là món quà em gái tôi tặng tôi đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, rất đẹp. Tôi sẽ thay cho cái này. Cái này mua 400 kron. Còn cái này gấp rất nhiều lần cái này. Rất tinh xảo. Còn đây là bên trong của chiếc ví. Này có một cái móc để mình có thể móc vào túi hoặc là móc vào đĩa quần cũng được. Bên trong có một cái tag. Tem. Thẻ. Của luôn vui tươi. Phía trong này có chữ này. Luôn vui tươi Paris. Made in Italy. Không biết đúng nào. Bên trong là made in Italy. Đường may rất là chi tiết chỉnh chu. Món quà rất đẹp. Cảm ơn em gái.